Thưa quý vị, thông tin về các hoạt động của Thủ tướng tại Pháp sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Xin được chuyển sang một số thông tin liên quan tới dịch COVID-19. Thêm hơn 7.000 ca mắc mới tại 60 tỉnh thành, và trong khi Đồng Nai nhiều nhất với gần 1.000 ca, thì Hà Nội cũng ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong hơn một tháng qua. Một thông tin đáng chú ý nữa trong 24 giờ qua là Cao Bằng, địa phương xanh duy nhất trên cả nước đã xuất hiện ca COVID-19 đầu tiên. Và sau đây là thông tin chi tiết về tình hình dịch bệnh trên cả nước. Tối ngày 5 tháng 11, Hà Nội thông báo đã ghi nhận thêm 133 ca COVID-19 mới, trong đó có 61 ca cộng đồng. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc mới cao nhất tại Hà Nội trong hơn một tháng qua. Điều đáng nói là nhiều huyện xuất hiện nhiều ca mắc mới. Đây sẽ là thách thức lớn cho công tác phòng chống dịch của thủ đô, khi theo dự kiến, học sinh 18 huyện thị sẽ trở lại trường học bắt đầu từ tuần tới. Tại Quảng Ninh, thành phố Uông Bí cho biết đến 14 giờ chiều qua, địa phương này đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng, chi nhánh Uông Bí, một ca bệnh ghi nhận tại công ty Than Nam Mẫu. Đây là hai ổ dịch COVID-19 phức tạp tại hai công ty có hàng ngàn công nhân. Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã tái phát trở lại và đang diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Giang đã ra thông báo về việc tạm dừng một số dịch vụ phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, từ 0 giờ ngày hôm nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán cho khách mang về, không được phép phục vụ khách ăn, uống tại chỗ cho đến khi có thông báo mới. Toàn tỉnh Bắc Giang dừng tổ chức đám cưới. Đối với đám tang, đám giỗ, sang cát phải tổ chức hết sức gọn nhẹ. Chỉ chiếm hơn 17% dân số, nhưng số bệnh nhân của 13 tỉnh, thành phố tại khu vực Tây Nam Bộ gộp lại chiếm hơn 30% tổng số ca mắc của cả nước. Trong đó, nhiều nhất là Kiên Giang 478 ca, An Giang 381 ca, Tiền Giang 263 ca, Sóc Trăng 198 ca, Cần Thơ 186 ca. Số ca mắc tăng nhanh khiến cho khu vực này đang trở lại là một trong những vùng dịch COVID-19 nóng nhất của cả nước. Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân. Trong đó, các tỉnh thành phía Nam đảm bảo tiêm phủ vaccine mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên. Ngày hôm qua, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã có mặt tại xã Tân Thới Thượng và ba điểm của huyện Hóc Môn để tìm nguyên nhân vì sao số ca F0 mới tăng cao tại khu vực này. Đồng thời yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Hóc Môn khẩn trương xử lý ổ dịch cộng đồng theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế. Sau hơn một tháng thực hiện chỉ thị 18 của Ủy ban Nhân dân thành phố, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tạm ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Ngày 5 tháng 11, Đà Nẵng ghi nhận thêm 14 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca cộng đồng. Hiện tại, chuỗi lây nhiễm tại đường Nguyễn Trung Trực đã có 15 ca mắc, trong đó có 2 người buôn bán tại chợ An Hải Bắc. Trước đó, ngày 4 tháng 11, Đà Nẵng cũng ghi nhận 2 ca mắc COVID-19, từng tới buôn bán tại cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà.